សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងមានលោកអុកសេចក្ដីជាវាគ្មិនជាប្រចាំបកស្រាយបញ្ហានានាជុំវិញបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺនៅសប្តាហ៍នេះយើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់នៅខែនេះបាទនៅខែនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរឿះរបស់កម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោយពីការស្នើឲ្យសាររើពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលកន្លងមកគឺកម្ពុជា បានបាត់បង់មួយផ្នែកនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាក់ចុះហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះការស្នើសាររើឲ្យពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានោះក៏ផ្ដោតទៅលើហេតុផលដូចគ្នាដែរគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាការវិវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
Nhưng mưa tới cứ ai nâng miền cao phá phá đô thả đặc nôm nơi xe tạo về miền đã trong một trong cư nâng phá phá tạo đào côn dụ bái cả bỏ tế đã miền tờ lợi bụi phốp lốc chứ không lúc miền bà thê Campuchia phong đài. Được chứ lúc ọc xe dập hẹn lúc nâng phá đo bọt cả vì phía ở bọn lúc cả sân kết ở bọn lúc chung vinh bánh hà tạo ní phá ai tờ lợi bọt ở miền ở vậy đại lúc tổ tụ bàn bà lúc xe phép xông chung điệp xô bạn. បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនា trong ban robot xã phía bờ rộng và anh lớn ý trên một đo xã ở đoàn vịnh mà đoàn hay rồi tôi bởi chỉ miền cả tiêm tia robot xã cảm chân sức mà nụ chỉ cho ra ơn ai bị nất mưa bánh hắn ý bản tay nơi mình toàn miền cả đạp đồ tế bản tay thamay này nè đầm nàng rì nâng xã mạch chức bởi phía robot xã ở đoàn vịnh nâng chùm nuôn phẩm bày rút bàn xã xê lệ khách từ kháng cơ xung cả bỏ tế robot xã ở đoàn vịnh ai bị nất lưu bánh hắn ý đối chứ này xâm rạp từ thay anh à cốt lúc mưa khơi nhằm bãi đá tự chung vinh bánh hà thân án của quân rồi bỏ xa ra rồi mới đo chung tự thích cảm chiến đi bạn. Bà ọc quân à, lúc mưa sinh hai đội đại dương đang sọc hai của ta mình tên tới cả bỏ chân lọt nơi xa ra rồi mới đi. Tụ bây tha vì mình tẹp tôn phát tốt cho mùi nâng bà thích cảm chiến cái đấy có bàn tay đội đại dương màn khơi nhìn không bỏ màn sắp đá nâng bà chìa bà rọt khmai chìa bà xe dụ chân tam đan là tập hợp rồi viên lục bài đơn hay là lục trăm nữa chun cao tới sân tại trọng khăn chiên đánh dụ chun rồi bỏ sao rồi làm việc tiết từ thân đẹp là ở kia nhỏ đây thế tam đan đánh bỏ miền nữa từ chỗ này mình chậm lại thế không ca đại sự mà chất sập kia rồi bỏ hàm rích đại bầy rút và bầm bầy rút những chi sự mà chất bầy rút kia hay mở rút tiết đại là khả năng dương dương sự kết khơi lục một sinh không kết khơi tha miên khả năng phẩm bay rút nó miên sa thiên nạ rót nạ bạc sa thiên nạ rót tại mình nhẹ thì cứ lục tết dự hồ mà màu bì rót Florida hai chấm này phẩm bơ nhẹ tiết nó cứ sự tạc nạ bạc dịa tập tài tỏa cứ cả nạ bạc rồi bỏ lục bay đến đại dương kết thàn trong ta chọc ta có chân nào thôi và bạn bay rồi của mùi xung lấy nâng và đối với hai khi mà kết hạ lực trong rương này dương mình ai mình vô chất tạo bản thì dương mưa chụp nói trong của mũi chụp nói đài sập bớt nưng bàn tờ xe đặt bằng khom ai rộn trai cả bỏ tiền kilo bom bèo nưng đặt sập tiền mà lơ rót tham bị bao cầm kia chụp xe phá group ốp cao tăng đòi rum trang ốp cao GST đài lục một tên bàn miền sạc mạnh tạm hai rương tờ này khi mà kết hạ bia nâng si chọc bạc như chú môi nâng sạc công ở rốc đài đó EBA chế phơi cá nông phê bị khai phẩm bay phá lo mà này có bằng tay nâng nông sạc bọt nâng các bạn dễ phong đây và nâng nông cơ thá nâng cung ạng vọt nâng ạc mối nâng đài dương bàn đang sạc ái cư thạc nông ca đài bằng cọ rõ sạc bạc
trong cả ham mình ở miền cả cho đồng nào cho lang tới xã rốt âm lịch chết đám hai chấm kết ha đòi xa nhận đây khi mà sắp xong bị bỏ quát ở đó bỏ cái nạp bạc chia tập tay tèm phẩm bơ rũ và đại trị cái nạp bạc lọc bỏ lô cho bài đến khi mà kết thả bộ quát sắp tay miên tùm nẹ tùm nông giang chết sát cho mùi năng Human Rights Watch và hai bộ đoàn miên đại đạn được nông lịch khách nông tập mán sẽ tập ban màu lùm ất khăn lùm ất nông cứ thả sẽ tập ban màu bì Human Rights Watch sẽ tăng ốc và hai Human Rights Watch nâng cứ dừng khơi hai bì ở đất màu nâng cứ tay tay bằng hai nhà rì ca tới sẽ có lúc bằng bì bà nhà hà tẹp tôn tư nâng thịt chia tập tay tẹp tôn tư nâng bà nhà sức mạng ca kiếp sẵn cót sẵn cung sĩ vơ ca kiếp sẵn cót sẵn cầm chôn cân nạp bạc chăng đồng liên cân nạp bạc chăng ở chế đám nâng cứ thà quạt sẵn cầm lăng mẹn tên hay quạt sẵn nặng ná chì mùi nâng cân nạp bạc chia tập tay bạc xa rõ ràng bệnh đôi chân nạc chìm kết thà nít khoan tay chìa ca chạp đàm tế hay kì chliết tế đài cầm cung tay tê ẩm nai ní bà ta sẵn mạc chất sắp kia nạp bạc chia tập tay kiếp xét nâng cứ thà đập dọ ca nâng liêm tay mà đón đàm bây đặc sẵn biết tới lư cơ xuông ca bảo tế hay kì kết thà bằng tọa màu tiết cơ xuông ca bảo tế đài chia cái nạp bạc chia tập tay nâng cho mình đang thà ta chia lục xây Susan Wright sử dụng môi cò này nà tiết tế kì nâng bằng to cái ca nâng liêm nơi phê đài ក្រោយ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ មករា ឆ្នាំ 2021 នេះ ដូច្នេះ ហើយ ខ្ញុំ យល់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ នៅ ខ្ញុំ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ សិក្សា អំពី រឿង នេះ ខ្ញុំ គិត ថា លើក នេះ រាជ រដ្ឋាភិបាល ថ្មី កម្ពុជា គួរ តែ ធ្វើ ការ ពិចារណា ស៊ី ជម្រៅ ទៅ លើ ស្ថានភាព យើងអាច និយាយ បាន ណា យើង អាច ឆ្លើយ បាន ថា ហូ គ្មាន បាន ការ អី បាទ អា ហ្នឹង ធ្លាប់ ឃើញ មក ដដែល ដដែល តែ ចឹង ទៅ ហើយ អា ម្ដង នេះ ទៀត ក៏ វា អត់ អី ដែរ rồi hai bậc cọ ấy bậc cọ tới tôi là sản phẩm cái thằng miền nào từ phong miền nào từ đào liền được sản phẩm đấy phong trong thà ca để bắt to chay là biết đi to tổ tiết mình ai từ ruồi tế từ trái tai sắc xa bình đất ở miền tây pru nơi cầm lúc bay đến tam được chăm mưa an an thập chỉ trang rồi bảo foreign affair rồi bảo foreign policy chế đám bảy nhà nơi smart đô pacific hay chỉ biết bảy nhà bắt chôm chấm muối nâng bắt tê chân nâng nâng miên và nâng miên hai nước nông rương nâng bánh hà rương sức mạnh hai nâng bạch chia thập tái cứ chia bánh hà snow này cô lên dấu vai ca bỏ tế rộ bỏ lục bài đần chia bạch xếp khả nạc bạc dường khuyên sạp hai khả nông trần nông bầm bay bầm bơ rú đài chia khả nạc bạc chia thập tái nâng đôi chia lục sợi Diane Feinstein cho đám quát snất mên tên chung quên nâng lục sợi Kamala Harris đây chỉ anh ủy viên này vào đây nữa và hai tụ bây giờ quạt phải sản phẩm bơ chín năm cả cái đó còn bàn tay khi ông kết thả cá để quạt prom cho hạt lịch hai nơi lịch khách bay nữa cứ mình thoa mà đa thế lục cầm xe được cho nên hãy khi ông bán khi ông kết thả nơi bê đây lục bài đơn cho căn ca chỉ lời ca niêm bánh hà tỏ này nâng do mà đặt nơi lưu tốc rồi bỏ cái xuống ca bỏ thế hai nâng rồi bỏ sẽ tạo vì miền liêm môi đồng bình được cho nên hãy khi ông trong các bạn chơi chấm muối nông phụ mạ được nông địa rồi à ba được nông cũng xuống hợp tây khả năng cái thà lực ní xong rồi dốc chất tục đại lắng men tên mình men ấp trọ tranh tăng ấp tây cái thà chỉ pê với liêm muối nhưng cũng ở mưa khơi vị chấm miến nhưng mưa khơi thà ní chỉ pê với liêm muối đại nhưng ai miên cô là dục bài miên cấp cái giá mấy muối chấm muối nông xã rồi làm đấy tụi bây tham ở đó bên đi hơi cả đó dương nơi rung trăm là họ chụp lời ca một nâng ao ao sạt tơ tại đó luôn phải đến riêng đôi chỉ dư tại cả hơi còn bàn tay trong cái thai chia ở cả nằm bay trên nằm nào mấy mùi tiết trong ca vơ ca chụp môi nâng rót ba mấy rót sạt rót nằm bay cũng dễ bạn zoom ở côn lục sụp hết chân là bạn lực lang dạng các bậc bái bẹp bòn nâng stand up nơi con ông bắt tay cam bị chia nâng bắt tay cam nia nia rót bọc hàng រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញលិខិតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលថ្មីៗនេះយើងដឹងហើយថាខាងតុលាការលោកបានអញ្ជើញក៏អញ្ជើញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបព្វប្រឆាំងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹង បាទជាច្រើនអ្នកបាទរហូតដល់ជាង100អ្នកហើយឲ្យឡើងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នានាជាពិសេសជុំវិញដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបាទបើបាយទៅលើស្ថានភាពនេះហើយនឹងពិនិត្យមើលជំហររបស់
ដែលជាពិសេសលោកតំណាងទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហាក់ដូចជាមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺធ្វើការពិសេសអង់គ្លេសយើងហៅថា ដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺខាងរដ្ឋបាលបើសិនជាលោកបៃដិនកាន់អំណាចគឺនឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាំងអញ្ចឹងតើបញ្ហាពីរនេះវានឹងត្រូវសឹកសង្យោគគ្នាយ៉ាងម៉េចដែលរវាងការធ្វើឲ្យengagement គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលចរចាជាមួយគ្នាមកជាការមួយដែលត្រូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមទៀតដោយអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វី ហើយរបស់បានជាតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ហៅមកចប់តែម្ដងបាទនៅថ្ងៃ26 ខែមុខនេះដើម្បីនឹងឡើងទៅតុលាការខ្ញុំគិតថាមានការធ្វើការបកស្រាយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចាំមិនភ្លេចទេថាប្រហែលជាប្រហែលខែមុនហ្នឹងថ្មីៗនេះទេលោកសំរងស៊ីបាទឯកឧត្តមសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់បានធ្វើការប្រកាសពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាគាត់នឹងត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរ បាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាលបែងនយោបាយរបស់គាត់ហើយនឹងរបស់អ្នកសហការីរបស់គាត់មួយចំនួនដោយដែលបានធ្វើអង្កលពីឆ្នាំទៅអញ្ចឹងតែតាមពីត្រឡប់មកវិញណាហើយនៅក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ថាបញ្ហាច្រើនណាស់បាទបងប្អូនរបស់យើងមកពីខាងថៃធ្វើការអីហ្នឹងគឺថានាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើន ហើយរដ្ឋអំណាចនឹងទាំងភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនឹងគឺថាកំពុងពាក់ក្រក់មើលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីនឹងកោះហៅសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការព្រមានបាទគឺជាការព្រមានដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសថាវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយរួមទាំងដោយដែល VOA បានអញ្ចឹងគឺថាមានសហការីរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងបានទៅស្ថានទូត ខ្មែរនៅទីក្រុង Washington នឹងដើម្បីសុំលិខិតនឹងមកវិញគឺថាដូចជារឿងនឹងពិតណាស់អញ្ចឹងដើម្បីបានចូលមកតុលាការមកស្អីស្អីអញ្ចឹងដូច្នេះនេះជាការដាក់សម្ពាធចិត្តសាស្ត្រមួយមកលើរបស់ក្រុងភ្នំពេញពីសំណាក់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយចម្លើយរបស់ខ្ញុំថាចម្លើយរបស់ក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅវិញគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងពរមៀនដល់សកម្មជនឬមួយសង្គមស៊ីវិលឬមួយ អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថានេះជាការព្រមានបើសិនជាធ្វើទៅទៀតបើអាចនឹងមានជំហានតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការបង្ការនេះដើម្បីឈានបង្ក្រាបមុនកុំឲ្យឈានទៅដល់វិធីដែលលោកគូកាំងដោយលើកមុនទៀតនាំឲ្យមានបញ្ហាវែងឆ្ងាយតាមខ្ញុំមើលទៅនេះគឺអញ្ចឹង ដូច្នេះហើយយើងនៅសល់តែ3 ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងដល់ពេលដែលតុលាការនឹងកោះហៅ3-4 ថ្ងៃទៀតដូច្នេះយើងចាំមើលសិនទៅថាតើលទ្ធផលនឹងវាយ៉ាងណាប៉ុន្តែការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយនឹងព័ត៌មានខ្លះដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខាងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគឺថាប្រកាសថាត្រឡប់មកវិញបាទហើយតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកគឺថាមានការឆ្លើយឆ្លងទូរស័ព្ទដោយលើកមុនចឹង ឲ្យមានការរៀបចំឲ្យមានការអញ្ជើញអញ្ជើញមួយចុះមួយទៅដូច្នេះហើយនេះជាការព្រមមាននេះជាការបង្ការដើម្បីកុំឲ្យឈានទៅដល់ការតោះនោះដោយដែលឆ្នាំទៅការឡើងនឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំក្តាប់បាននៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនឹងចំណុចទី2ដែរលោកកំសែងមានភាសាអំពីរឿងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតាមរយៈតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំឯកភាពពេញទី តាំងពីគាត់មកដល់មកលោកប៉ាត្រិកមឺហ្វីទោះបីជាមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារនយោបាយការបស់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាជាមួយនឹងចិននឹងវាលំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ាត្រិកមឺហ្វីគាត់នៅតែខំធ្វើការវិការជាច្រើនដើម្បីនឹងឲ្យមានការទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយយើងឃើញសម្បត់របស់សមាជិកសភាអាមេរិកទាំង 8 រូបយើងកុំឲ្យបាយតម្លៃថាអវិជ្ជមានយើងកុំឲ្យគិតថានេះវាជាការរើសរឿងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមើលឲ្យលើជាងនឹងបន្តិចថានេះជាឱកាសមួយដែលលោកបៃដិនគាត់ចាប់ដើមធ្វើការថ្មីទៅនេះជាឱកាសមួយដែល
ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យដំណើរស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានឹងធ្វើរឿងមួយដែលមានវិជ្ជមានរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថារឿងបញ្ហារាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសកម្មជនហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលរឿងអីមិនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីមិនគួរដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបញ្ហានៅត្រង់ណាបញ្ហានៅត្រង់ការសង្ស័យ បាទនៅការសង្ស័យអំពីសព្វនិមិត្តរបស់យុធាចិននៅឈូងសមុទ្ររៀមនៅក្នុងតោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំមើលទាំងពីរខាងទៅវិញខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយជាឱកាសមួយដែលធ្វើសហប្រតិបត្តិការស្របទៅតាមអ្វីដែលលោកមកពីនឹងលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើរួមមកហើយពួកឯងពួកសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈហើយជាចំហថា ទីក្រុងកំពង់សោមណាដេញរៀមជាដើមណាកងនេវីមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមហ្នឹងគឺថាគាត់បើកចំហសម្ដេចបើកចំហបាទថាបើសង្ស័យដាក់ផុកមកបាទចូលរួមធ្វើដេញការអភិវឌ្ឍរៀមហ្នឹងទៅបាទទាំងផ្នែកដេញយុធាទាំងផ្នែកសំយុទ្ធទាំងផ្នែកដេញកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចលនុបឋមស្អីស្អីក៏ដោយខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឆក់យកឱកាសនឹងព្រមតែម្ដងដូចជាដែលជប៉ុនក៏បានធ្វើហើយកំពុងតែធ្វើរួចមកហើយអ្វីដែលជប៉ុនបានធ្វើគឺថាចូលមកជួយអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកំពង់សោមអានេះបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់បញ្ជូន engineer វិស្វករគាត់មកច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគាត់បញ្ជូនអ្នកវិនិយោគរបស់គាត់មកជួយអភិវឌ្ឍកំពង់សោមហ្នឹងហើយនឹង ដាក់នៅរោងចក្រនានាដែលគាត់ដកចេញពីចិនដកចេញពីថៃមកគាត់យកមកដាក់នេះវៀតណាមហើយនឹងកម្ពុជារបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកំពង់សោមហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈដំឡាភាពតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងតអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌារួមមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមឆក់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀមហ្នឹងឲ្យខ្លាំងក្លាឲ្យជាចំហត
ក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងស្របតាមការអំពាវនាវរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំថាអានេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរថ្មីនៅក្នុងរឿងហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរថ្មីទៅអញ្ចឹងទៅបញ្ហានោះសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាដែលប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំទៀតយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងសហគមន៍ហើយបន្តទៅទៀតមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដូច្នេះវាអាចមានចេះលទ្ធផលល្អវិជ្
ខ្ញុំមើលវិជ្ជមានណាលោកកំសែងខ្ញុំមើលទាំង away ដែល លោក Biden ក៏ ឈ្នះ ឡើង away ដែល សម្បត្តិ របស់ ប្រសិទ្ធភាព ទាំង 8 រូប ហ្នឹង ធ្វើ ឡើង away ដែល ជា អកប្បកិរិយា របស់ លោក Murphy ក៏ បាន ធ្វើ ទាំង អំណត់ ណា នៅ ក្នុង រឿង ទាំង ហ្នឹង ហើយ ការ បើក ចំហ អំពី រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ខ្ញុំ ថា មាន ចំណុច ប្រសព ច្រើន ណា ដែល អាច ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា បាន ជា ពិសេស នៅ ពេល ដែល លោក ប្រធានាធិបតី Biden លោក ចាប់ ដើម ធ្វើ ការ តទៅ នេះ បាទ បាទ លោក សុភ័ក្រ អរគុណ ច្រើន ដែល បាន បក ស្រាយ ហើយ នឹង ព្យាយាម ជាប់គ្នារវាងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអ្វីដែលលោកព្យាករថាអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតបាទបើយើងពិនិត្យមើលគឺខាងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មថាទណ្ឌកម្មក៏បានឬក៏ទណ្ឌកម្មមួយផ្នែកតូចដោយសារការដកឋានានុក្រមពន្ធនឹងដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ គឺកំពុងតែដំណាក់កាលស្នើឲ្យសាររឿងនៅឡើយទេគឺមិនមែនមានន័យថាតន់ដកនៅឡើយទេប្រៀបដូចជាការមួយគាត់បង្ហាញថានេះគឺជាអ្វីដែលអាចនឹងធ្វើបានហើយដែលជាការមួយទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាកែលម្អទៅលើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចមុននឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណារបៀបដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកឱកាសឲ្យកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកអញ្ចឹងដែរបាទ ក៏ប៉ុន្តែបើដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមហើយជំហររបស់កម្ពុជាដែលនិយាយប៉ះទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហាក់ដូចជារសើបណាស់បាទគឺសូម្បីតែនៅក្នុងវេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងក៏ឡើងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឡើងមកការពារហើយនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពល្អដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបើសិនជាយើងនៅប្រកាន់ជំហរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាទណ្ឌកម្ម
การมีลายหรือกับบัดบองฐานะอนุกรุปุ่นไทม์เทียนุโดยชาแต่ปัญหาดัดได้ตารูปเพียบระบบกัมพูชีนึงมีอย่างไม่นึกเลยชาอันตรายเจียบบบัดขิมทายังตรายใบใจในขนมนโยบายเป็นเรื่องปัดให้ในเรื่องชิปนเน่นะบ่ายังตรายใบใจปีนอัดดัดปีนี้บ่าตีมวยเอาไว้ได้ที่จมพ่อทลายดาวเนี่ยน้อมเปี่ยระบบกระทรวงยุติธรรมกัมพูชีให้ได้เชี่ยนุกเทียนดังสมาคมสัตว์สัตว์มนุษย์กัมพูชีกรมประชาสัตว์มนุษย์กัมพูชีไอเจดามไอการศึกษาทลายการระบบตำแหน่งกัมพูชีในองค์การสหประชาชาติในติกรงเชนแนลใส่ใส่ต่อนั่นคือจิการช่วยต่อเตือนหนึ่งระบายการระบบกรมประชาองค์การสหประชาชาติตำแหน่งสัตว์มนุษย์ในกัมพูชีในนอกต่อนั่นโดยฉะนั้นเชี่ยจมพ่อพลังค่ะบ่าได้กำเชี่ยวเหมือนอาช่วยไว้กระอุปิช่วยจังบาลได้ตามในตามในคอมพิวเตอร์ครูวิจิมุกมอดวิจิมุตนาเพียบบ่าวิจิกิติยุวิจิทัพเตยเพียบบ่านี่คือเรื่องนั้นจะทำจำพวกจำตัวได้จำครัวปานเพื่อโจปโลกในน้องเรื่องนั้นจำท่าเตยแต่ช่วยจังหายมันแม้ในเรื่องอันนั้นคือเรื่องได้เตยแต่ช่วยก็มันตายเนาะอันนี้ไปคราวนั้นไปคราวนั้นเนาะบ่าในการได้ยังชูบมือท่าตาถนัดดังนอมระบบถนัดปากการนาจระบบริรถาบาลกองเชียบานชูบชมวยน้องปิญญาคละบานเย่ชมวยปิญญาคละบานสลายชีวิตสูนอมมือท่าตานโยบายการบอติรถบาลทำไมระบบอันเร็วนั่งระบบโลกใบเดินนั่งไปแต่ข้างน้ากดกดกดกดสู้ช้านะบ่ากดสู้เตียงเนี่ยบินอยู่กดสู้เตียงมุดจุปนกดสู้เตียงสหรัฐอเมริกากดชดใช้ในมองส่วนในขนมเรื่องต่อนั้นโดยฉะนั้นในปีคราวนี้สกรรมคลั่งเหม็นเต้นจังหวัดบางเชียงจงกิจมีนชันเตะมีนชันเตะนำไปนึงจังเพื่อไปมวยจะมวยนึงสหรัฐอเมริกาท้ายคือท่าเหม็นเต้นตัว GSP มันจิตรานมาได้บัตรสันจียังมือก็ปัญหาบัตรสันจียังคิดจิตจำนวนตะพระได้ปรำผมมวยเก่าดอลลาร์นี่เช้านะบ่าจานคลังแมนเทนตามดองในขนมเรื่องต่อนึงหายตามเด็กชมดังเมาปอดมีนเมาท่าสารอดอัมริกาอดมีนกู้ลมน้องดำใบหนึ่งกัดดำใบหนึ่งพนักได้ก่อนแต่จ้องเขินท่าตาวิเชียตำนาคาดำใบหนึ่งจับตามทุกการจมูกนี้ขนมแหละขนาดใบหน้าบานโดยฉะนั้นหายเข้มกระทามีนปีกจับมาจับมวยท่าสารปากการะเบียงประเทศกัมพูชีจมูกหนึ่งสารอดอัมริกจมูกหนึ่งรัฐบาลไม่ระบบโลกไปเดินเข้มทามมีนจรอช้านะได้กำปองแต่สไปรกนี่จะเป็นธรรมาปิกรอยชาหนึ่งนำไปช่วยอย่างนั้นปฏิคลาคเนบานในนองเรื่องต่อหนึ่งเรื่องมุดเส้นเทียดระเบียงกรรมเทียครุ่นไอ้ท้ายหนึ่งดึกขณะปักจมตัวบ่าในนองได้บานรุมเลี้ยท้ายตัวยิงจังกระไรมันจังกระไรในจุดพวกมุกชักคือท่าบานรุมเลี้ยรวยท้ายท้ายเวียนโดยอังฉลักพวงกอจังคือท่าบ่าสั้นจะดอกบานเต้คือท่ายำใบต่อตัดเทียดก็บ้าเงี้ยชื่อเงี้ยชื่อท้ายช่างก็ท่าเรียรถทำมากรรมไปเชื่อกับมิ้นพอลประหยายดำไปนุ่มปัดต่อสถานการณ์แบบนั่งเตียนได้ชะล้อมันแมนออกสักทีมิ้นมาในครั้งต่อนั่งหายไปได้กำปองแต่เจอสักไงนั่นคือการตัวอย่างนั้นดำไปออกชิ้นในไปได้ชิ้นตลอดการบัชนาทวิปกาบอริยากามุยได้อาจเอาเงินคาโจรวมบัชนาทขนมจันน้ำดึกถนัดดักน้อมระบบขณะปะจุดต่อหนึ่งอาหนึ่งเพื่อการบ้านขณะปักเซิงจิตอาโจรวมบ้านโดยอับเงินการเกียรติสังก์โดยฉะนั้นสกไทยนั่งกับพงตาโดยสำล้อจังกับพงแต่ซ้อมเครื่องดำใบบ้านหายต่อปัญหาหนึ่งแบบวัวในขณะนั้นรถทาบ้านก็ยูร์ชบ้านได้ทาบัตรเซิงจิตต่อหนึ่งบ้านเต้ดอกจะอังนั่งปิ่งพงก็บ้านมีนยำใบไอ้เก่าได้นั่งกับทางเงี้ยชื่อให้ในนองเรื่องต่อหนึ่งก่อนตาดอกอย่างนั้นดำใบเรศามุกมอดดำใบเรศาเกจิยุขนมตนาชิปติทับไตเพียบมวยได้เนาะกับเอาบักมุกอันนั้นคือปัญหาต่ออันนั้นโดยฉะนั้นเขาเชื่อท่าอาเมียนชะลอใจรุ่ยลบเสียงบาทสมอคุณลูกสุเพะบาทเบยังมือการบีบอททำไมนี้ใบใจปีเรื่องสารอันเป็นที่คือในคางสาเพียบรบนั่นคือเมียนปติอังเล่จะใจปีสาเพียบรบหาโดยจีบังไฮในออกาทีพซาปะตอติดสำหรับประเทศกัมพูชีได้เข้มเคยคางสมาคมกัดเดย์จีแม็กในนักบาลจูนน้ำนั่งถากกำปองแต่จอจาดำไปโยกทีพซานั่งได้มีนในทุ่มให้ไอ้หนึ่งปอล
Campuchia របៀប đôi chi EBA អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងពិនិត្យមើលប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូច្នេះសូមជំរុញទេពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាខាងកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាទីផ្សារនឹងក៏ដោយបាទហើយតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលកម្ពុជាខិតខំសម្លឹងទៅរកទីផ្សាររបស់ អង់គ្លេសបន្តទៀតនោះបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបញ្ហានេះជាបញ្ហាចាំបាច់ជាបញ្ហាដង្ហើមពាណិជ្ជកម្មទៅខាងក្រៅផងហើយជាបញ្ហាមុខមាត់បាទជាបញ្ហាដែលត្រូវតែសវាសវាមានកន្លែងណាដូចយើងទឹកវាពុំតែចិត្តចូលដល់ចំហហើយកន្លែងណាមានគល់ឈើយើងសវាយកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងណាមានពូងយើងតោងកន្លែងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាក្នុងលក្ខណៈចឹងទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មួយចំណុចមិញគឺត្រឹមត្រូវណាអឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ច្បាស់ណាស់អង់គ្លេសទោះជាបើកនៅក្នុងការផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍របស់អ្នករុស្ស៊ីរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងក្តីក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមិនអាចមិននិយាយបានដែរនៅក្នុងនៅពេលណាមួយបញ្ហាគៀបសង្កត់ទៅលើនិងសង្គមស៊ីវិលគេទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាន ឬសអីសអីហ្នឹងមិនអាចយកមកដាក់លើតុកទៅតែយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលណាមួយហើយដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាសំបីតែជប៉ុនដែលស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងកម្ពុជាសព្វថ្ងៃហ្នឹងបាទក៏ជប៉ុនហ្នឹងនៅពេលដែលលោក Sugar លោកឡើងមកក៏ជប៉ុនក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយបាទឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយដែលគាត់ទៅហ្នឹងវៀតណាមក៏ដោយគឺថានៅអាស៊ានហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់ជប៉ុនថ្មីហ្នឹងដែលស្និទ្ធមែនទែនជាមួយនឹងសហរដ្
tam telephone chủ mối lòng lục Biden làm bài nào họ sát tổ chức đám cứ tham miên bằng cấp nâng cần lư cô là dục bài cao bỏ thì nâng trán á được nói được cho nên việc cầm cung tài có khác nơi sầm quan là mất mũi mà nơi trung bình chỉ chủ nhà lục Biden nâng làm bài chiến tờ cô là dục bài cùng sát làm bon mũi mấy mũi tiệt mà được nói rằng Campuchia mình ai thôi có thôi lòng được nói đường tỏ năng bàn tê và tôi tự vấn chăm vô thang Campuchia cụ thể chọn dọc ở các này làm bay nâng riêng trăm cô là dục bài cao bỏ thì mấy mũi xin chẳng bạc chí mít nha chú mùi nâng phật tạc thăm mây tăng ọ nâng tiàng chấm nânh tiàng dương phong chấm nânh tiàng xâm phong nâng mật bọ dương phong hai ọt miên phong lâm bọ ấy chú mùi nâng đình bà thị chân thế đà dương tay tay đã xa chấm nông mật phiệp mò nâng chấm kết tha lúc cầm xe miên chấm nách mùi đài Ảmrích cà đôi xa cùng Ảrọc cà đôi rừng mùi cầu bà tê xe tiết đài chìa chết xa nất chú mùi nâng xa rọt Ảmrích nâng anh hà rương bạc sang COVID chúng cứ tập thể cam chi chụp thể cây cỏ hay chân ở toàn bàn pallet nơi vắt sang nam muối để ăn miên lạt tiếp mau phản năng chơi chỉ muối nâng đền vắt sang để Ảmrít pallet chân mau nâng bàn tay chúng cứ tha bà sân chơi dương thưa ở sầu và hay tập thể cam chi có tâm đại tập tour qua đấy tha nơi không ai gì nữa bị chụp thể lệch muối hay không bắt sạc lục chụp thể lệch bay và để cái nâng thuê ở sản thang có COVID nâng cực hào ọt riêng đàl ọt chlong ọt ọt chìa bó rốt ọt miên sạp tờ tiệt rồi cho nên hai nhị chìa mù tờ nạp hiệp mùi có bản thái tụ bây chì chàng nàng cả nó cả dương trai ca bạc sang nàng đài có bản thái bà tê kê rây kro đôi cầm bà chìa mình ác miên lạc hiếp làm bên tự tinh dô bạc sang nàng ngó bán tê mà hai lực nông rương tân ích khiêm kết hà bà tê mà hà hàm nàng đôi chìa sạo rạc nàm rì chết đám ác nâng thuê cái bì ca nà mùi dương thai chìa mù sạc thoa tó bên tai mà nước thoa bằng cọc nơi ăn thay nhiều cái làm bấy nước tranh nằm nở chia bịch cho miên muối tam dạ vắt sang nắng tam dạ covid nắng hai tranh thì nắng tới người ta dừng tranh nằm nở đường xây xây chết chia bịch cho miên muối kia tai mà đòn ní chia ca kết bọc nhóm tới nó luôn xây bà xong ở quân lục sự phe chan bạn đại bản lực lang pi pành hà ní hay khi ông có xong nằm lực tới đó là play mất rồi bỏ VOA phong đá bị tam dạ ca chụp sân tân nia đại to tiền ផ្លូវការមិនផ្លូវការរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាចែកបញ្ហាពីរដាច់ស្រាក់ពីគ្នាយ៉ាងច្បាស់គឺនៅពេលណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិពលកម្មសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិននៅស្ងៀមទេមានបាតកម្មខ្លាំងដោយសារតែខាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ្នកតែងច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាខាងអង្គការពលកម្ម
đại chi xã chip nơi xã rộng lên miền cầm lang clang clá ai nâng đại sùng biệt plem plem tới hàng rót tháp bị bà đại lấy từ lư bành hà sứt manu nâng bành hà sứt nội vụ bài vĩnh co xã rộng lên chập rộng đáy cặp bàn tay bơi sân biệt tiếp tầm gốn cứ hạ đôi chi nơi cho làm đạp tí pí và tua pí bành hà sứt cầm co anh chàng hái bà khi ông bị đất mưa khơi tới cứ hàng rót tháp bị bà cứ tụ bây chỉ miền bành hà giờ mấy cái đó về đại bẹp quan nâng cầm co sứt cầm co nâng cứ tại ta đọc sai bản lươn chiên bánh hà nội dụng bài dương khuyên tạm bởi dạ cả rùm lì cái nạp bạc xung cư chết tăng bì chân nằm bì bọn đọc rùm bì mà đọc bên ý bì bây chân nằm chiên hãy cứ nơi đọc sai mình bản tế cả bởi tế bởi bẹp bọn chứ mùi nâng bánh hà cả mà có cứ đọc sai lươn và đối chân hãy chỉ trong cái đó lúc giúp phép lúc hạ bằng hai nơi cầm nứt bức chùm miên chân bì ả nạc cốt ở bò Campuchia chìa bì xe từ lư ra tập bài thay ra bài lục chú bài đan và hãy tham trang lục bắt đầu chia chấm nói là o mùi chấm nôn chia bị xét từ lư bệnh hà chấm ngư covid đập bầm buôn đài ra tập bài lục chú bài đan lục bắt đầu kháng từng từng đường ca khát khom băng phai áp bị vót sẽ từ cách đa sẽ từ cách ra bài sao làm mình làm vinh được chưa này cam mới khơi ra bài lục mùi chấm nói tiếp đại kim trong ở lục lực lái nó cứ chứ trong mình trong cứ được lực lượng bị khẳng đam chẳng đồng bọn nơi khả năng đồng bọn à gì nó cứ chân lục chạp đam đi Antipol can được khả năng bà hay nơi bên đại chân chạp đam lục đại châu khả năng đồng bọn nam mùi cả đau mình thả nơi à gì nè Afrik nơi khang ná thế chân áp miên bắt đầu thế từ lưu bánh hà áp bị bà là cách ấy nó bà cứ tại bì rương ở chùm nuôi được chứ nè ta ca đại nghĩa tờ vinh rồi bỏ rồi ta bà lục Biden từ khi ông đảm bảo à gì để trong mình trong phải chiến từ chiến tranh rồi tập đoàn lục tam nữa ta nâng từ thằng khai rằng mấy đầu viên ở với đại chân bàn bùng rí đòi mình kết bị ở phía bàn cách hai sao ra đồng rí tại tại lực bành hà này chỉ bành hà tầm khán của bạn nhưng kết tha đầu viên mà hàm na cái miền đầu viên bây giờ bảo kê cái miền agenda bảo kê khi ông kết tha lục Biden tam ở với đại chân bàn an nông Foreign policy hay non foreign affairs nung tiperksa rubah lok krom rubah lok dal tutur kautre ribring nai kolnyo bay kabar tetmai rubah lok nung kita admin dok thoi te nai te pengrung jempo jemui nung petition chang dai ba kapan tai min tenat tenai jengen jengang doi luk trampe te ba kue chon lu ka chocha hay non pal pajau jerum tụ bây chỉ giang na cái nói cầm hôn làm rich hơn na đại roxy đại pan paul chấm nói nhom pi tiếp xa đom mẹ hay mía robot petition hay riêng cho anh ấy sạc cung ở rock cái đây ông lê cái đây peti tiết tiết đây chụp con cái đây có mình ai thưa mình đăng mình lư ông pi paul phải giáo để tiên vô ban ông pi tiếp xa đặt thông robot petition đang bàn đài hay panh ha bờ sân chỉ cao miên láng tới panh ha sẵn thì sốc đồng bọn hay sẵn thì sốc sẽ có lúc nên cái thằng ai bác bỏ khám nhìn này là bộ rùi bàn tên được nấu đường tỏ này rồi cho nên khi mà cái thằng bánh hà tỏ này chịu cả muối đây là Campuchia ai nâng lấy sát cho muối nâng chân bán mình bánh hà thế có bản thái Campuchia để cao lãng một tuần lần sọc ngay này có đòi xa sẵn thì sắp đánh tì trong Paris đại bán ai cầm nát mà đây được nấu đường tỏ này hai dương mình ai chùm lon vô ở đây bị chân bán thế cả chia thập tay cái đây sức mà nuốt cái đây cả thì gọi đại sạ cung còn trả chia thiền nia cái đây thập tay thiệp phổ nạp thiệp tức đây cái đấy thì anh ấy cứ tha sắp tại bán máu ông pi smart đây nâng at bot này cái trong pin thì trong paris đó đối với này cái lái này hay đại chia ti liên này sạ phần bàn cao rồi bao dương chỉ muối nâng và tiếp chia hạt lệ thấy này thì trong paris đại thiền nia dữ nữa này trong đường thọ này tiệt à lớn nè nạn đặc nôm ở bắc cả nạn bắc cam na ở bắc Campuchia sọc ngay nè miền cẩm lăng miền sạch đông ai nằm to và ai ai bàn cho phạm cho nằm tiền cho nửa pe đại con màu bắt to tầm này con ăn miền sạch đông đời phục thế nực nô đường tỏ nè đôi chân này bờ sân chỉ dương mình co sang ti liên muôi để cho nơi lừa cả bao chấm ho để cho nơi lừa vây để chia mà đây này cái prom pin ti công Paris để cho nơi lừa cả quan tro pi sạc cung on trả chia chỉ sai hàm na đôi chia sẻ rót âm bệnh chết đắng, pel nâng à, cứ pel nâng hai đã cả nâng để dương co sang, bọc quan đắc non thay mũi, sầm rập côn trao dương,
đại tới thì chụp bức tranh chụp môi nó bọt bọt mây mình ai nó ruột nơi chụp môi nó vậy đại chia mở đoạn này sông kềm đôi môn bàn để ai toàn chụp nói nít luôn cũng xây ai nó phải mình là snap nát đắc nó rồi bảo nó bắt cầm nó có cầm bung tại kết bị cha nó đấy nên không riêng đi và hai kết bị cha nó si chụp rơi hai mặt ngay tiết mà chạm hai mặt chạm tiết rồi buôn chạm pram chạm tham mục tiết nó chập nè mình dù thì mà phải tới tại đọc ra trên nhật bản hai ដោះស្រាយគឺពេលនេះឯងហើយដែលត្រូវចាប់បានធ្វើបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកប៉ៃទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកគឺខាងរដ្ឋបាលលោកបៃដិនហ្នឹងក៏មិនចោលបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងសិនមនុស្សដែរបើទោះបីជាចង់ប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងប្រតិចិនក៏ដោយហើយប្រជាបានសាប់ព្រោះនៅទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនយល់ថាមានផលប្រយោជន៍ចំពោះពួកអស់លោកនោះបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់